Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại. Tôi là Phương Hữu Dưỡng. Yes. Chúc bạn ngày mới khỏe. Thì hôm nay tôi có một thí nghiệm khá thú vị. Thí nghiệm này đó là tôi sẽ ngâm trứng trong dung dịch giấm. Thì nó sẽ xảy ra một hiện tượng đó là cái vỏ của quả trứng nó sẽ biến mất và quả trứng này sẽ lẩy tưng tưng được. Bình thường vứt thế này nó sẽ không lẩy phải không? Nhưng mà khi cho giấm vào ngâm mấy quả trứng này thì quả trứng này nó sẽ bị bong hết cái lớp vỏ cứng này ra, nó sẽ lẩy tưng tưng như quả bóng luôn. Đấy, vỡ đờ. Không, bây giờ chưa thành, bây giờ phải ngâm luôn. Thế. Bây giờ tôi sẽ đổ giấm vào. Bóc mấy chai nó đi này, ít quá rồi. Đây đây. Đổ mạnh vào em. Đây. Cho ngập đi em. Rồi, ngập vào gì đấy. Đâu ngập đâu, ngập quả trứng đâu luôn đi. Thì cái phản ứng này xảy ra khá lâu các bạn. Thì chắc là mất khoảng 1-2 ngày thì nó mới bong được cái lớp vỏ cứng của quả trứng ra các bạn. Cái vỏ của quả trứng nó đang bị xùi xùi lên này các bạn này. Thì cái này là công thức khoa học là CA cái gì, nói chung là trên màn hình thì các bạn xem trên màn hình nhá, công thức khoa học. Thì cái thí nghiệm này thì các bạn giỏi hóa thì các bạn chắc chắn các bạn sẽ biết rồi. Những bạn học hóa siêu thì các bạn biết cái phản ứng này rồi. Nhưng mà chắc là cũng nhiều bạn chưa biết là cái thí nghiệm này như nào. Thì hôm nay tôi làm thí nghiệm để cho những bạn chưa biết thì các bạn xem. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chờ 2 ngày nữa để xem thành quả của thí nghiệm này nha các bạn nha. Vậy đã ngâm trứng với giấm được 24 tiếng rồi các bạn ạ. Thì quả trứng nó bây giờ nó đã xùi bọt các kiểu. Các bạn sáng quay gần đấy cho mọi người xem này. Thì sau 24 tiếng là nó như này này các bạn này. Cái bọt gì nổi lên này các bạn này. Đấy. Quả trứng bây giờ nó mềm lắm rồi các bạn. Đây các bạn này. Quả trứng nó mềm lắm. Quả trứng nó mềm ơi là mềm đấy các bạn. Và đây là kết quả của thí nghiệm nha các bạn nhá. Thì cái quả trứng nó sẽ bị tan mất lớp vỏ cứng rồi, bây giờ cái vỏ đó rất là mềm các bạn. Các bạn lẩy tưng tưng luôn này, đấy thấy chưa, lẩy như quả bóng luôn đấy. Tức là cái vỏ cứng của nó sẽ bị tan, nó bị tan biến mất. Quả trứng bây giờ nó mềm ơi là mềm, bị sờ rất là thích các bạn ạ. Nó mềm quá ấy. Sờ sướng lắm. Bóp này, bóp được luôn này. Kiểu nó mềm ý, sờ rất là thích. Bây giờ sẽ thả quả trứng từ độ cao khoảng 1 găng tay nhá, xem nó có lẩy hay là vỡ nhá. Ui vẫn nảy luôn này. Ui vẫn nảy tưng tưng luôn này, không bị vỡ luôn. Nếu mà quả trứng bình thường mà thả từ độ cao 1 găng tay này khả năng vỡ chắc luôn. Vinh lại mang quả trứng đây anh. Bây giờ tôi sẽ thả quả trứng bình thường từ độ cao 1 găng tay xem nó vỡ không nhá. Đấy, vỡ luôn. Thấy chưa? Vỡ luôn, nhưng mà quả trứng của tôi thả từ độ cao 1 găng tay không hề vỡ luôn. Đấy. Lẩy tưng tưng luôn. Quả trứng bình thường đã vỡ rồi này. Còn quả trứng ngỗng này nó vỏ nó dày quá, chắc là ngâm phải 1 tháng nó mới kiểu như là nó mới tan hết được cái vỏ cứng ở bên ngoài đi. Ngâm 1 ngày nên nó chưa xi nhê gì luôn, nó vẫn cứng đét luôn. Sau 2 ngày thì quả trứng của chúng ta nó đã có sự thay đổi rất nhiều rồi các bạn. Quả trứng đây là quả trứng ngỗng, nó mềm ơi là mềm luôn. Nó mềm kiểu như là da em bé ấy các bạn ạ. Nó mềm sụt ý, đấy. Nó không còn cứng như trước nữa rồi. Kể cả quả trứng gà cũng thế. Quả trứng gà này dần dần là nó nhìn thấy cái lòng đỏ bên trong luôn này. Quả trứng vịt cũng thế luôn, nó rất là mềm luôn. Dường như cái lớp vỏ cứng nó đã bị biến mất rồi các bạn ạ. Đấy, nó lẩy như quả bóng luôn à. Thấy chưa? Hay chưa, không hề làm sao luôn nhá. Đấy. Quả trứng vịt cũng thế. Ui, chín rồi. Ui, quả này chắc là để lâu nó vỡ rồi. Ui ơi. Ao, quả trứng gà cái vỏ quả trứng gà nó mỏng ấy. Thế là thả trong cái quả trứng gà vỡ luôn à? Hai quả trứng vịt ở đây. Ôi, quả này trứng gà mà. Quả trứng ngỗng này thả từ trên cao xuống khả năng là vỡ các bạn, vì nó to quá. Thả thấp rồi. Quả trứng ngỗng nó cũng lẩy tưng tưng luôn nhá các bạn nhá. Nhưng mà thả thấp rồi, quả này nó to, thả trên cao khả năng vỡ luôn này. Test từ độ cao đây nhá. Ấy, không vỡ được. Ui, quả trứng ngỗng vỏ dày lắm. Ừ. Lẩy như quả bóng luôn, hay chưa? Cái này để làm rồi chơi được. lẩy tưng tưng luôn. Quả này lất từ đầu rồi nữa các bạn ạ. Ôi giời ơi, thế là 3 quả tung tué.
Nhìn vào tay em rồi. Thôi không đùa nữa. Thì clip ngày hôm nay chỉ là thí nghiệm quả trứng tác dụng với giấm nó sẽ như nào thôi. Thì như các bạn thấy đấy, quả trứng sau khi tác dụng với giấm thì nó, cái vỏ quả trứng nó cứng này, nó sẽ bị biến mất, nó sẽ bị ăn mòn. Đấy. Đấy, chỉ có thế thôi. Thì dạo này tôi ít ra clip là vì tôi bận nhiều việc quá. Nhưng thì dạo gần đây tôi muốn đầu tư dòng tiền ấy, tức là tôi nghiên cứu về bất động sản này, chứng khoán này, ngoại hối này, forex ấy. Đấy, tôi đang nghiên cứu ba cái mảng đấy. Vì thế dạo này hơi bận. Tôi hứa với các bạn là từ sau tôi sẽ ra đều clip hơn. Vì sau mấy tuần vừa rồi tôi nghiên cứu các cái mảng khác liên quan đến kinh tế đấy, thì tôi nhận ra là YouTube vẫn là nghề chính của tôi. Vì vậy tôi từ sau tôi sẽ ra đều clip hơn, clip sẽ chất lượng hơn. Vậy là xong clip. Nếu mọi người thấy clip của tôi hay, cho tôi một like, một đăng ký và chia sẻ các bạn khác cùng xem nhé. Cảm ơn tất cả bạn xem clip của tôi. Hẹn gặp các bạn ở các clip tiếp theo nhé. Xin chào tất cả các bạn.